Sau khi tắm rửa xong, mình bắt đầu bắt tay vào chế biến hải sâm nha các bạn. Trước mắt là mình chà cho nó mất đi cái phần đắt trơn bám bên ngoài nè, rồi sau đó mình mổ ruột. Bây giờ trước mắt là mình sẽ tắm tẩm một cái chà muối nha, đủ lòng mình chà. Cái này hơi kỳ công một chút các bạn ạ, nhưng mà ăn thì rất là ngon. Đây mình dùng cái lưới á bạn, mình chà chà xíu là nó sẽ trơn và sạch thấy cái đất dính bên ngoài nè. Sau đó là mình mổ ruột và lộn hết cho phía trong ruột ra. Không đây các bạn thấy nè, đó, nó mất hết cái da chắc trơn nó đi rồi nè, đó không ngồi nhìn kỹ nha, rất là sạch sẽ nha. Rồi tiếp tục nha. Cái này mình chà thì dùng lưới hoặc là cái rổ cũng được nha các bạn. Các bạn lật ngược cái rổ này. Cái này có cái rổ, có bộ làm nhanh hơn á. Cái rổ thì làm nhanh hơn. Nhưng mà tại vì mình ở ngoài thiên nhiên mà, tận dụng cái lưới người ta ấy, cá kiếp á, xong là mình sử dụng cái lưới này luôn. Nhưng nhớ phải chà muối nha các bạn. Chà muối cho nó sạch. Chà xong là tự động nó sẽ ói hết cái ruột. Cái ruột này là đá không thôi các bạn ạ, chứ không có gì hết trơn. Đá với cát. Đá với cát. Mình mổ ruột xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình lên mình chà nước ngọt một lần nữa là xong. Bỏ muối vô chà nước ngọt nha. Nè. Ủa, trắng rất nè là ha. Ngon, trắng. Đây nè. Thấy không? Ngon ha. Đây, rất là ngon. Mình sẽ chà nước ngọt một lần cuối nha, rồi chưa chế biến. Đây. Bây giờ đi rửa nước ngọt lại nha các bạn, trước khi chế biến. Đây, xe rất là tiện nghi nha. Anh em mình chế biến chắc cũng gần cả 100 lít nước ngọt các bạn. Để em đổ nước ngọt muối ra em chà sơ lại một tí cho nó sạch sẽ nè. Chà sạch dưới kia rồi bạn nghe. Giờ mình lên mình chà lại, chà muối lại để cho nó bớt cái chất nhớt lần cuối cùng nữa trước khi chế biến. Những con này rất là sạch rồi nè, da nó vậy nè, các bạn nhìn rõ chưa. Đây, đây là những con này chà sạch sẽ nè, nó dễ hết nhớt nè. Sau khi rửa sạch thì chúng ta bắt đầu xác các bạn nha. Chúng ta xác sợi ra điểm chúng ta chế biến này. Chúng ta xác to to một chút bạn, tại sao nó sẽ sang lại. Nên chúng ta xác to to một chút. Xác dọc dọc theo các bạn. Một cái xác được khoảng làm 3 làm 4 thôi. Chắn bớt cái này đi. Thịt nó ngon lắm, nó giòn giòn. Có những con rất là dài thịt nha, chất lượng. Bây giờ chưa chế biến sang nhưng tưởng tượng ra thấy tự nhiên chảy nước miếng. Hồi trước mình đã ăn qua rồi cho nên rất là ngon nha mọi người. Đang rửa gia vị nha mọi người. Gia vị chúng mình trước mắt là có nè, thơm nè, hay là khóm nè, một miếng thơm, hai quả hành tây nha. Chắc mọi người cũng nghĩ là mình sẽ làm gì rồi đúng không? Mình sẽ xào món cua ngọt. Nhưng mà xào với hải sản thường là mình sẽ dùng cần tây nè. Đây là một cái cần tây này các bạn, bỏ vô nó rất là thơm, nó bắt mùi, cái cảm giác ăn nó thơm miệng lắm.
cái này thì mình thấy một số bạn ngoài Bắc á, người ta hay làm, cho nên mình cũng chuẩn bị thêm một cần tay nữa nè. Để mình để một bên. À. Nguyên liệu không thể thiếu vẫn là gừng nha. Tại vì con này thứ nhất là mình ăn hải sâm dòng biển nó có chất lạnh, cho nên cần có gừng để cho ăn ấm bụng. Kế đến là rau ngò gai. Ngò gai cũng cần nhiều mọi người ạ. Ngò gai thứ nhất là ăn thơm, thứ nhất là cái chất ngò này sẽ có tinh dầu nữa, ăn cũng nó vô nó ấm bụng hơn. Ngò gai này ăn còn có tác dụng là chống ho nữa nha. À, mình sẽ xào nó với ngò gai đây nè. Ngò gai, cần tây, thơm, hành, gừng. Này, nguyên liệu nó cũng phải có hành nữa nha, hành củ nha mọi người, hành cây. Để xong rồi nha mọi người, chúng ta bắt đầu đem vô và chế biến ra thôi. Này, trước mắt là xác khóm thơm nè. Sâm thì người ta gọt thường có cái cạnh, người ta sẽ xắt theo chiều cạnh đó thôi. Mình cũng học nấu ăn từ vợ mình các bạn ạ. Rồi, đến sang hành tây nè. Hành tây thì chúng ta đơn giản thôi, chúng ta sẽ xắt bổ đôi, sau đó chúng ta xắt làm bốn. Tại hành mình xắt to chút để mình xào các bạn ạ, cho nên không cần phải xắt nhỏ đâu. Chứ mình xào là xào là từ nó bung hết ra. Xong rồi chúng ta xắt qua cho cần tay. Cần này thường người ta cũng hay xào thịt bò lắm nè mọi người, nhưng mà hôm nay mình chế biến để mình xào hải sâm để tăng cường thêm cái hương vị nó một tí nha. Xào chúng ta xắt to to tí, nhưng mà vừa gấp thôi nha mọi người, tại xắt to quá thì nó cũng khó, rất là khó gấp, cái chỗ nó hơi chặt chặt, các bạn thông cảm nha. Để mình... Rồi, ngò gai cũng vậy, ngò gai chúng ta cũng xắt vậy mọi người. Rồi, ngò gai chúng ta cũng xắt làm ngắn ngắn lại thôi. Đây. Phải xắt xào thì chúng ta xắt to nha, nó canh hay là ấy thì chúng ta xắt nhỏ lại đi. Ngò này chúng ta còn ăn sống được mà. Mọi người thường hay ăn bún phở á, thì cũng dùng cái loại ngò gai này nè. Thứ nhất thì rất là bát mùi, công dụng chữa ho nè. Hành củ này. Hành củ thì chúng ta tách cái củ riêng ra, để xíu nữa chúng ta xử lý cái củ bằng cách là chúng ta khử dầu hay là đào cái mối vô bình nước, sau đó cái hành này ta cũng xắt to tí. Riêng các món xào là chúng ta nên xắt to một chút nha các bạn. Này mang tính nóng nè, ấm bụng nè, cho nên các cái món thường hải sản chúng ta hay nên bỏ gừng, mực chúng ta cũng nên có gừng nè, nhất là đi cắm trại nha. Còn đi cắm trại thì cũng phải mang theo, tại biết đâu là ấm bụng, chúng ta chỉ cần đun một tí nước nóng thôi, bỏ tí gừng vô uống ấm bụng rất là hiệu quả nha. Tỏi cũng không thể thiếu trong những thành phần này nha mọi người. Chuẩn bị xong gia vị này các bạn ạ, à, mình qua mình thăm nồi cháo. Tại vì trong quá trình chế biến nãy giờ mình bắt nồi cháo lên rồi. Rồi, xong. Ta lại qua thăm nồi cháo thôi. Đó, cháo xong là mình mới chế biến cái món hải sâm nha mọi người. Lấy đũa lên một tí. Cho nó nhanh thôi. Hồi chiều mình sợ bác hải sâm không được, cho nên cũng có chuẩn bị một ít hàu. Sáng ra gặp cái anh đục hàu chiều á,
hỏi mình mua của ảnh luôn. Vậy làm nhanh nồi cháo, thứ nhất là thử gia vị xong nè, rồi mình cho hào vô mình tao sơ, nó cháo cho nên rất là thơm và ngon ha, thấm gia vị đều các bạn. Sau khi to hồ xong rồi bánh rồi mình cho hào vô trong cháo nha mọi người. Hào khi khi tao xong qua rồi nó teo lại nhưng mà nó ra cái nước rất là ngon. Nhìn hấp dẫn quá. Gia vị thì muối, đường, bột ngọt nha. Mình cũng cho sơ vô rồi. Thì mình đổ cái hỗn hợp này vô thôi. Tại mình làm một lần thì nó cắt nhắc quá, giờ mình cho hết vô luôn nha. Rồi. Đây là công đoạn cuối nha. Bây giờ cháo chín rồi, mình bỏ hành vô các bạn. Bỏ hành vô xong. Rồi chúng ta đánh chèo lên nha. Gia vị là nêm vừa ăn rồi nha. Wow. Tuyệt vời các bạn ạ. Nhìn thấy hào trồi lên, bắt đầu nghe bụng bắt đầu cồn cào rồi mọi người nhé. Rồi xong nha, rồi chúng ta đem xuống và bắt đầu chế biến món hải sâm nha các bạn. Ngon. Bây giờ chúng ta bắt đầu chế biến món hải sâm nha mọi người. Đây em cho một tí bơ vô nè. Chẳng lẽ là có dầu thì tốt, nhưng mà chúng ta có bơ ở đây thôi, em tận dụng cái bơ đây em cho vô. Chúng ta đảo sơ qua cho cái bơ nó chảy đây nè. Mùi bơ rất là thơm nha. Đảo cho bỏ vào. Để cho tỏi nó bay mùi thơm. Có hơi khó các bạn. Tỏi bắt đầu có mùi thơm rồi là chúng ta cho cái hải sâm nó vào, chúng ta xào. Ok, ổn rồi. Đây là diễn viên chính của chúng ta, hải sâm nha. Và wow, thơm ha. Ngon, thơm quá. Mùi thơm của tỏi quyện vào trong hải sâm rất là thơm nha mọi người. Chất ngọt của bơ nữa, vị béo đậm đặc nữa. Càng khiến cho món ăn trở nên thơm và thú vị hơn. Wow, thật là tuyệt vời. Cảm giác nhìn các thứ thịt của hải sâm bắt đầu nó sang chát lên mọi người à. Đây nè, chúng ta đảo trên lửa nhỏ nha mọi người. Đảo vừa vừa thôi. Cứ khoảng tầm 5 phút sau đó chúng ta cho hành, thơm và các cái gia vị phụ vô. Để trong vòng 5 phút nha. Cứ khoảng 5 phút rồi nha mọi người. Chúng ta thấy hải sâm bắt đầu nó sang lại, thịt nó sang lại rồi nè. Thì chứng tỏ là nó cũng sắp chín rồi nè. Rồi. Nó sang đều hết rồi nè. Thì chúng ta bắt đầu cho hành tây và khóm vô, chúng ta xào tiếp nha. Thì trong cái gia vị hồi nãy là mình có bỏ ớt nè, gừng. Để cho nó tăng thêm cái độ đậm cay cay và nồng nồng tí nha. Rồi chúng ta bắt đầu cho các cái phụ gia này vô nè. Hành tây, khóm chúng ta xào trước. Sau đó nó gần chín rồi, bắt đầu chúng ta cho cần tây và hành vô nữa nha. Nhìn cái mùi vị nó bốc lên rất là hấp dẫn nha. Thú thật thì anh em chúng ta đi cắm trại mà được một bữa như thế này rất là ngon. Những cái buổi cắm trại dã ngoại như thế này mệt mỏi này nè, chúng ta được một bữa ăn ngon. Hơn nữa là có chiếc xe nha mọi người. Thì cái chỗ ngủ nó cũng ấm cúng và tiện nghi. Nó đề phòng gió mái nè, rồi rắn rít, côn trùng ở những nơi cắm trại cũng thường xuyên xảy ra. Cho nên khi mà có cái xe cộ, chúng ta leo lên an nghỉ một giấc ngủ rất là ngon lành, thì thoải mái. Cắm trại như thế rất là tuyệt vời nha mọi người. Sau khi cảm giác mà nó chín đều rồi, bắt đầu chúng ta cho hành cần vô. Ta đảo sơ qua một lần nè.
đến cuối cùng là chúng ta bỏ thêm một tí gia vị vô nha. Nó có muối, đường, bột ngọt để cho cái phần thức ăn nó thêm đậm đà hơn. Nhìn hấp dẫn quá mọi người ạ. Gia vị sau khi nêm nếm xong thì cảm thấy rất được rồi bạn người. Wow, thơm ngon và ngọt nữa. Vậy anh thử qua chính chứ. Em thử trước nha mọi người. Giòn, ngon, chín rồi mọi người ạ. Ngon lắm. Thật là tuyệt vời. Hay. Qua mời anh Mua Hào ăn chung với mình cho vui. À, cái gì rất là ngon. Cũng như cái Hào của anh á, làm được nồi cháo nữa không? Ngon lành luôn. Nồi cháo. Rồi, hay là bây giờ anh em ta ăn tối thôi nha. Tối, xong rồi, đói bụng quá. Hấp dẫn ha. Đây là lần đầu tiên mà cái hải sâm này được chế biến thuần khiết ở tự nhiên ở biển như vậy á. Ngon. Ra biển mà để cắm trại mà như vậy là ngon không? Rồi, đây là miếng thế nè. Ngon. Chắc là ngon nha. Nhìn cái thế thịt nè. Nó sang chắc lại, nó giòn ăn như ruột gà, rất là ngon, đặc biệt thơm ngon. Đi cắm trại mà có cái xe vàng này là quá tuyệt vời. Ổn không? Ngon. Ăn xong là mình lên mình ngủ luôn, không khác gì là ngôi nhà di động của mình các bạn ạ. À, ấm áp. Ngon. Cháo lý tưởng. Mời mọi người cùng ăn với mình nha.